Xin chào hết thảy con cái Chúa và các tôi tớ Chúa tại đây. Một lần nữa chúng ta vỗ tay cảm tạ Chúa vì Ngài đang ở đây. Đó là điều quan trọng. Amen. Tôi nhớ có một câu kinh thánh nói rằng hễ ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Cây bút của tôi đấy, nó nhiều khi rất là kiêu ngạo với những cây bút khác, bởi vì từ nó đã viết ra rất nhiều những bài giảng. Và bỗng nhiên một ngày nào đó nó khinh bỉ và hạ thấp những cây bút đang nằm ở trên bàn. Và nó có một lời dạy nó rằng: ngươi tưởng ngươi đứng nhưng không phải tự ngươi đứng. Ngươi đứng bởi vì có ai đó đang sử dụng ngươi để viết. Còn nếu mà ngươi không có bàn tay đó thì ngươi sẽ ngã. Chúa nói mỗi chúng ta rằng hãy cẩn thận. Đừng tưởng là sức của chúng ta đứng vững. Có một đấng đang nắm giữ bàn tay của Ngài giữ chúng ta. Và dường như cuộc đời của chúng ta đi theo Chúa giống như một chiếc xe đạp. Nếu không đi thì nó sẽ đổ. Nó phải đi thì nó mới đứng. Mà phải có ai đó đạp nó thì nó mới đi. Đi thì sẽ đứng, đứng thì sẽ đổ, đạp thì sẽ đi. Toàn đờ hết đó. Bởi vậy cho nên hãy để cho đấng ngồi trên mỗi chúng ta. Ngài tiếp tục sử dụng mỗi chúng ta. Ngài tiếp tục đạp chúng ta. Chúng ta tiếp tục đi. Chúng ta đi chúng ta sẽ đứng. Mà nếu bạn dừng lại đứng là sẽ đổ. Amen. Xin quay sang người lân cận rằng chúc mừng những chiếc xe đạp của Chúa. Amen. Dạ. Nghe mục sư Nguyên nói ngày cuối cùng tôi chuẩn bị rời đây về Đức ấy, nghe nó giống như là chia tay một cái gì đó, nó rất là buồn thảm vậy. Dạ, tôi chuẩn bị về với vợ, tôi rất là vui. Dạ, chúng tôi có cái giao ước 18 năm là đi công tác không quá 2 tuần. Rất nhiều người tưởng là vợ tôi kiểm soát tôi, nhưng tôi nói thật là tôi không thể xa vợ qua 2 tuần được. Thành ra là thông cảm, vợ chồng trẻ mà. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều những cái giới hạn. Mà những cái giới hạn đó có những cái có lý do, có những cái không có lý do. Có những cái thực sự nó cản trở, nhưng có những cái nó vô hình của những quá khứ, sự dạy dỗ sai lầm, nó làm cho chúng ta bị ràng buộc. Dường như cuộc sống chúng ta giống như những con gà mà đi bị mắc tóc. Ngày hôm qua nó chạy được thật là nhanh, ngày hôm nay cứ chạy một bước là ngã, chạy một bước là ngã. Mắt của gà được tạo ra chỉ để nhìn thấy run và rác, bới rác, nhưng nó không nhìn thấy sợi tóc bị mắc ở dưới chân của nó. Có một sự cản trở nào đó vô hình hay là có chủ ý cản trở mỗi chúng ta. Nó làm cho chức vụ chúng ta không bật lên được, nó làm cho chúng ta bị trùn lại. Vào năm 1896, Thế vận hội thể thao thế giới đưa môn điền kinh 100m đầu tiên để vào thi, có nghĩa là chạy 100m. Và trước đó các nhà khoa học họ nghiên cứu bắp giò của hổ, bắp giò của ngựa, bắp giò của sư tử. Họ phân tích dây thần kinh của những con vật đó ở trên bắp giò. Và họ đưa ra một kết luận rằng loài người sẽ không bao giờ chạy 100m mà dưới 10 giây. Họ viết trên báo, họ công bố những luận án, họ công bố những chứng minh qua cơ bắp của ngựa, qua cơ bắp của báo hổ. Họ công bố những cái gì ở bắp con người và hệ thần kinh của con người. Và họ đưa ra một kết luận, và cái kết luận đó là lời nguyền rủa cho loài người. Lời kết luận rằng con người không thể chạy 100m dưới 10 giây. Lời nguyền rủa đó kéo dài 75. Mỗi một lần cầu thủ, người vận động viên thể thao chuẩn bị bước vào, chuẩn bị chạy, thì trong đầu của anh ta nói không thể vượt được cái giới hạn đã định rồi. Chạy kiểu gì thì chạy không thể dưới 10 giây được. Rồi 1964, có một người đã nổ phát súng đầu tiên vào cái giới hạn vô hình đó. Anh ta đã chạy với 9:97. Và khi phát súng nổ đầu tiên đó, từ năm 1964 cho đến nay, đã có 25 người phá kỷ lục 10 giây trong chạy trong vòng 100m. Người ta đang chờ đợi Thế vận hội sắp tới
sẽ phá kỷ lục nữa, chỉ còn 9,4 giây thôi. Tôi đang nói cái gì? Tôi đang nói về có một lời nguyền bất thành văn, không ra lời, như dường như hết thảy con cái Chúa, hết thảy tôi tớ Chúa, hết thảy người Việt Nam đều tiếp nhận lời đó giống như một chân lý. Hội Thánh Việt Nam không thể bao giờ có con số 4 được. Có nghĩa chỉ đến số 3 thôi. Số trăm rồi là tan, số trăm rồi là tan, gần 1.000 bắt đầu lại chia rẽ. Có những hội thánh chỉ đến 80 là bắt đầu là chia rẽ, 90 bắt đầu chia rẽ, chỉ còn lại 60, 50. Và dường như cái lời nguyền đó đi theo mỗi chúng ta. Chúng ta chấp nhận nó như là một chân lý, chúng ta chấp nhận nó như là một sự thật. Nhưng chúng ta cần phải xin Chúa Thánh Linh thay đổi tâm trí mỗi chúng ta, thay đổi giới hạn mà giới hạn mỗi chúng ta. Khi mà tôi làm mục sư năm 94, bị nói lắp và nói ngọng bẩm sinh, tôi nói lắp bẩm sinh, không phát âm được chữ R. Tên Giê-xu tôi không nhắc đến, nhắc được, chỉ có Ê-xu thôi. Và cái giới hạn đó, giới hạn tôi nói rằng mày không thể làm được gì hết, mày giảng cái gì. Nhưng anh chị em ơi, Chúa là đấng, danh của Ngài cao hơn hết thầy mọi danh. Nhờ vào danh đó phá vỡ mọi giới hạn. Tất nhiên để mà phá vỡ được đó, chúng ta cần phải phá vỡ chính mình trước. Chúng ta phải vượt ra khỏi cái tôi của mình nữa. Chỉ có 11 tháng trước bác sĩ nói với tôi phải chết. Một giới hạn đã đặt trước mặt tôi phải chết. Vì hết thảy mạch máu ở bên trong của tôi, động mạch chủ bụng đã bị vỡ rồi. Máy soi, 8 lần soi cho tôi một cái chứng minh rằng anh phải chết. Giới hạn, động mạch chủ bụng bị rách. Vợ tôi khóc, các con tôi khóc nói rằng ba đừng chết. Giới hạn đó mới chỉ có một tháng trước thôi, đang giảng tại Việt Nam, mà bây giờ ma quỷ đặt giới hạn trước mặt tôi, nói rằng mày phải chết. 18 ngày nằm liệt trên giường, không động đậy, đại tiện tiểu tiện trên giường. Nhưng Chúa ơi, Ngài là đấng trội hơn hết thảy mọi quy luật của tự nhiên. Quy luật của siêu nhiên và tự nhiên nằm trong tay của Ngài. Hết thảy những điều gì gọi là quy luật của tự nhiên, nó là cái mà Chúa tạo dựng siêu nhiên trước đây, mà bây giờ khoa học có thể chứng minh được, cho nên họ nói rằng đó là tự nhiên. Nhưng sự thật, nó nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Vài trăm năm trước, người ta phát hiện ra rằng bất cứ một vật nào trên mặt đất này đều bị một trọng lực hút nó để dính với trái đất bằng đúng trọng lượng của cơ thể nó. Không có một vật nào có thể tự động bay ra khỏi trái đất được, vì nó hướng vào tâm của trái đất và hút, bị dính vào trái đất, không bay nổi. Nhưng rồi có một ngày, người ta chứng minh được khi một nhà bác học đưa ra một quy luật, đưa ra một định luật, là nếu như bạn ở bên trong bạn có một phản lực mạnh hơn lực hút của trái đất, mạnh hơn trọng lực, thì bạn có thể bay ra khỏi trái đất này. Bao nhiêu chục thế kỷ, cái quy luật hút của vạn vật đó kéo chúng ta dính vào đất này. Nhưng rồi có một ngày, khi chúng ta hiểu rằng có một phản lực ở bên trong, nếu bạn có, khi nó nổ, nó phóng bạn bay ra khỏi trái đất được, lúc đó máy bay bắt đầu bay lên, lúc đó tên lửa bắt đầu bay lên, lúc đó các cỗ máy vũ trụ được phóng lên trên mặt trăng, người ta vỗ tay. Bạn ơi, bao nhiêu ngàn năm, khi Adam và Eva phạm tội, hết thảy loài người này nằm trong quy luật của sự chết và âm phủ. Không có một ai có thể thoát được khỏi sự chết, không có một ai thoát khỏi âm phủ và ngôi mộ. Nhưng rồi có một ngày, có một người từ trời, đấng mà chúng ta gọi là Giê-xu đó, đã bắn một phát súng đầu tiên vào cái lời truyền khẩu và rủa xả của thế hệ đó. Ngài đấng vô tội sống lại từ cõi chết. Và khi chúng ta tiếp nhận Giê-xu là cứu chuộc đời sống của mình, thì bạn tiếp nhận quyền năng sống lại của Ngài vào bên trong. Chính vì vậy Phao-lô nói với hội thánh Ê-phê-sô rằng: xin Cha mở mắt lòng của anh em để thấy được quyền năng vô hạn của Ngài hành động trong lòng của những kẻ tin. Nếu như chúng ta hiểu được rằng khi tiếp nhận Chúa Giê-xu ở trong này,
Ở bên trong của bạn có một phản lực, có một lực, lực của sự sống, lực của sự sống lại, quyền năng sống lại của Chúa Giêsu. Chính quyền năng đó đã bứt rứt dây trói của sự chết, phá tan xiềng xích của tội lỗi. Quyền lực của sự chết và ngôi mộ đó không giữ được những kẻ. Bên trong có quyền năng sống lại của Chúa Giêsu. Hãy vô thầy cảm tạ Đức Chúa Trời. Cho nên tại sao danh Giêsu được đặt cao hơn hết thầy mọi danh là như vậy đó. Bất cứ một cái danh nào trên đất này đều có một giá trị, đều có một sức nặng, đều có một quyền lực đằng sau cái danh đó. Bạn đang ngồi trong căn phòng này, có ai đó đến ghé tai nói: kìa, có ông bạn XC gọi kìa. Bạn bảo XC gì? Không gặp nó lúc này thì gặp lúc khác đang nghe giảng. Nhưng nếu như bạn, có ai đó ghé tai nói rằng Sở Ngoại Kiều gọi lên để gia hạn cho hộ chiếu trở thành người công dân Mỹ ngay bây giờ, bạn có thế hả? Thế phải đi ngay. Hai cái danh đó khác hẳn nhau. Đằng sau mỗi một cái tên đều có một quyền lực nặng ở đằng sau nó. Tôi nói với bạn rằng: ôi anh chị em ơi, cầu nguyện cho tôi bị xỉ mũi hắt hơi. Bạn bảo xỉ mũi hắt hơi mà cũng làm quan trọng. Nhưng mà nếu tôi nói rằng: anh chị em ơi, hãy cầu nguyện cho tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Thế à, gần chết à? Từ ung thư nó có sức nặng khác với xỉ mũi. Cùng là sờ đấy, nhưng mà ung thư nó khác với xỉ mũi nhức đầu. Mỗi một cái từ nó có một cái quyền lực nặng đằng sau. Ai đó nói rằng: anh chị em ơi, tôi buồn quá. Bảo cái gì buồn? Tôi mất 5 đô hôm qua. 5 đô mà cũng buồn, trông mặt thê thảm thế. Nhưng mà nếu như bạn nói rằng: anh chị em ơi, tôi vừa rồi mất 50.000 đô. Thông cảm, mất nhiều quá, đi bao giờ làm lại được. Đằng sau mỗi cái từ đều có một sức nặng. Nhưng mà Chúa nói rằng hết thảy mọi sức nặng của từng danh đó đặt bên cạnh danh Chúa Giêsu thì danh Giêsu luôn cao hơn hết thảy mọi danh. Amen. Bởi vậy cho nên tôi không khoe về đức tin của mình. Tôi sợ nhiều lắm khi mà người ta bảo chết. Nhưng Chúa là đấng cứu sống mạng sống của tôi. Hết thảy mạch máu không còn vết rách nào, hoàn toàn liền, không qua phẫu thuật. Không phải bởi đức tin của tôi. Tôi nghĩ rằng lúc đó tôi không hề có đức tin. Tôi sợ, tôi lo vợ, nếu mà tôi chết thì vợ trẻ để cho ai? Nếu tôi chết thì con tôi nó thế nào? Tôi mới sống được có 18 năm với vợ thôi. Tôi muốn sống nhiều hơn nữa với nàng. Sợ lắm chứ. Nói lý thuyết chết thì nó dễ, nhưng mà chết thật thì nó sợ lắm. Biết là về với Ngài, nhưng còn nhiều điều mà chưa làm xong. Bởi vậy cho nên chỉ vì sự nhân từ Ngài, còn đến đời đời mà tôi có mặt tại đây ngày hôm nay. Và như vậy mỗi chúng ta đều có một món nợ với Ngài chưa trả xong. Hãy xin Chúa cho mỗi chúng ta nhờ cậy vào danh của Ngài để mà phá những giới hạn mà đang cản trở mỗi chúng ta. Amen. Amen. Hãy vỗ tay cảm ơn Ngài. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một cái điều đặc biệt quan trọng để mà phá được cái giới hạn đó. Hãy nhớ này, khi Chúa Giêsu ở dưới trần gian 3 năm, Ngài nói một điều đặc biệt rằng Ngài nói rằng: ta là con đường, ta là chân lý, ta là sự sống, không ai có thể tới với cha ta mà không qua ta. Như vậy chính Chúa Giêsu là con đường dẫn chúng ta tới với Đức Chúa Trời Cha, đấng mà hết thảy 7 tỷ người kêu ối rồi ôi khi khổ. Ngài là cánh cửa mở ra cho nhân loại thấy Đức Chúa Trời Cha. Ai thấy ta là thấy cha ta. Nhưng 2000 năm trước Chúa sống lại và Ngài về trời mất rồi. Làm sao để biết được Ngài khi mà Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Cha? Ngài dạy chúng ta một điều này: ta là con đường dẫn tới cha, nhưng có một con đường khác dẫn tới ta, đó là Đức Thánh Linh. Ta là chân lý, đấng đó là thần chân lý, sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật.
sẽ bày tỏ cho ngươi biết về ta. Và khi các ngươi biết về ta là các ngươi sẽ biết về cha ta. Khi các ngươi biết về ta, các ngươi sẽ bước vào ngưỡng cửa của cha ta. Amen. Bởi vậy cho nên Chúa Giêsu là con đường dẫn tới cha thế nào, thì ngày hôm nay Đức Thánh Linh đang ở cùng chúng ta, là con đường, là cánh cửa dẫn chúng ta tới với con, tới với cha y chang như vậy. Nếu chúng ta không nhận biết, nếu chúng ta không có mối quan hệ với Đức Thánh Linh, thì không một người nào có thể hiểu được con và hiểu được về cha đâu. Chúng ta là những người Việt Nam, tôi muốn hỏi anh chị em rằng vua Quang Trung, bạn biết gì về vua Quang Trung? Ngoài cưỡi voi, ngoài là người Tây Sơn, có anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ là hết. Bạn không hề biết vua Quang Trung thích ăn thịt gì, thích thịt nướng hay là thích giò, có thích ăn bánh chưng không, làm cái gì để cho vua Quang Trung vui, vua Quang Trung sẽ buồn, chúng ta không hề biết, mặc dù chỉ sống cách chúng ta có 200-300 năm trước đây thôi, đúng không anh chị em? Hay là ai biết được ông thích món gì thì giơ tay tôi xem. Không ai biết hết đấy. Thế mà có một đấng sống cách chúng ta 2000 năm, bạn biết điều gì làm cho ngài buồn, bạn biết điều gì làm cho ngài vui. Biết bao nhiêu lần chúng ta nói rằng Chúa Giêsu ơi tha thứ cho con làm ngài buồn, đúng không ạ? Tôi đã bao nhiêu lần rồi, nhiều lắm. Ai, điều gì bộc lộ cho chúng ta biết về Chúa Giêsu rõ như vậy? Cái gì mà làm cho chúng ta không biết về vua Quang Trung? Nhưng điều gì lại giúp chúng ta biết về Chúa Giêsu rõ như vậy? Câu trả lời là Đức Thánh Linh. Mà khi Thánh chép rằng ngài yêu chúng ta đến nỗi này, ghen tuông ban thêm ơn, chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời mà Thánh Linh ngài ngự trong. Amen. Ai là con cái của Chúa giơ tay tôi xem nào. Dạ, nếu bạn là con cái Đức Chúa Trời thì Chúa Thánh Linh đang ở trong bạn. Dạ, Chúa Thánh Linh đang ở trong chúng ta. Đó là điều vô cùng quan trọng. Dạ. Trước khi ngài ở trong chúng ta, anh chị em biết ngài ở đâu không? Ngài ở đâu không? Trước khi ngài ở trong chúng ta, ngài ở đâu anh chị em? Ngài ở đâu? Ngài ở đâu nào? Ngài ở trong một cái đền thờ bằng vàng. Cái đinh ở đó cũng bằng vàng. Một năm một lần thầy tế lễ thường phẩm vào đó để chuộc tội cho nhân thế. Ngài nhớ lắng nghe này, ngài đã ở trong đền thờ bằng vàng, mà bây giờ ngài trong đền thờ bằng thịt. Vì sao? Anh chị em có bao giờ đặt câu hỏi vì sao không? Xin lỗi, khi nói về ngài tôi hay, khi nói về mối quan hệ với Đức Thánh Linh, tôi hay liên tưởng tới mối quan hệ vợ chồng của tôi lắm. Tại vì không phải tôi khoe vợ tôi, nhưng mà tôi muốn qua cái mối quan hệ đó để hiểu rõ hơn mối quan hệ với Đức Thánh Linh. Tôi là Trần Mạnh Hùng, có một người vợ mà chúng tôi đang chờ đợi gặp nhau ngày mai. Giả sử bây giờ mục sư Nguyên và mục sư Cúc bỏ tiền xây một cái lâu đài toàn bằng vàng và nói rằng mục sư, chúng tôi yêu mục sư lắm, thật ra chúng tôi xây một cái nhà, một cái lâu đài ở bên cạnh bờ biển toàn bằng vàng, mời mục sư đến ở, ăn thoải mái, có người phục vụ. Tôi bảo ô hay quá. Tôi gọi điện thoại cho vợ, chuẩn bị bấm điện thoại gọi điện cho vợ thì mục sư Cúc đã được stop. Mục sư ở đó chỉ một mình thôi, không có vợ, không con, ở bằng vàng, trong giường bằng vàng, nhà tắm bằng vàng, đồ ăn đĩa bằng vàng, thìa bằng vàng, tất cả mọi cái đều bằng vàng và đồ ăn thật là ngon. Nhưng mà chỉ ở đó một mình, không có sự tương giao với ai hết. Một năm chỉ một lần duy nhất vợ từ Đức sang, đi vào xong đi ra, chỉ nhìn thấy nhau thôi. Tôi nói với mục sư Cúc rằng xin lỗi ông bà, tôi thà ở một túp lều tranh còn hơn là ở trong một lâu đài bằng vàng mà cô đơn. Anh chị em tưởng tượng Đức Thánh Linh ở trong cái nhà thờ bằng vàng của Salomon, ngài cô đơn đến mức nào. Bởi vậy cho nên tại sao Chúa Giêsu nói cái đền thờ này hãy phá đi, sau 3 ngày ta sẽ tạo ra một đền thờ khác. Vì sao?
Bởi vì Ngài khao khát được tương giao với chúng ta kinh khủng. Ngài từ bỏ cung điện bằng vàng đó để tới với chúng ta. Amen. Amen. Tôi vừa rồi có mặt tại San Francisco, là quê hương của nhà đại văn hào người Mỹ có tên là Jack London. Ông ta để lại nhiều tác phẩm lắm, trong đó có một tác phẩm đã chiếu thành phim, đó là tác phẩm Từ bỏ thế giới vàng. Ai đã từng xem bộ phim này hay đọc chuyện này, giơ tay ra xem. Chưa đọc, không hề biết chuyện đó. Ồ, Tiếng gọi Lê Hoang Dã, mọi người đã đọc chưa? Chưa. Ok, rất là hay. Ông là một nhà văn rất là hay. Rất tiếc là ông chết năm 40 tuổi, tự tử chết. Nhưng mà cái tác phẩm nói về Từ bỏ thế giới vàng kể về một nhân vật có tên rất là đặc biệt, nhưng mà người ta hay gọi ông ta là ánh sáng ban ngày. Anh ta nghèo, thế nên anh ta quyết định lên vùng Alaska để mà đào vàng ở nơi đó. Trong cái sự đào vàng đó, anh ta lấy rất là nhiều vàng. Nhưng ở đó sự lừa đảo, rồi là đầu gấu, rồi là giang hồ. Tôi đã từng vào trong nhà tù San Quentin, ở trong đó toàn những là người đầu gấu, toàn tù trung thân, mới tù 25 năm, mới 30 năm. Ở trong đó tôi hiểu đầu gấu là thế nào. Và anh ta sau khi kiếm được nhiều vàng, anh ta quyết định quay trở về, rời bỏ cái thế giới vàng đó để tới San Francisco để làm về thương trường, về thương mại. Anh ta rất là giàu. Và câu chuyện nói rằng anh ta có thể hảy tay một cái có thể mua được cả thành phố San Francisco. Anh ta giàu đến mức độ như vậy đó. Nhưng mà cái giàu đó khiến cho anh ta đánh mất cái bản chất con người của anh ta. Anh ta không còn yêu được ai nữa. Anh ta cảm thấy con người mình hung đồ hơn, con người mình dã thú hơn. Và trong cái số lượng người mà anh ta gặp, có một cô gái, người rất là mảnh khảnh, có tên là Đê Đê. Anh ta yêu cô này một cách say đắm. Không phải chỉ vẻ đẹp của cô, mà có một cái gì đó và cái nội tâm thiên thần của con người này hút anh chàng ánh sáng ban ngày tới. Anh ta tới quyết định là yêu cô này, đặt vấn đề với người phụ nữ này. Nhưng cô ta nói rằng tôi không yêu anh, bởi vì anh là người quá giàu và anh là người rất là tàn bạo. Tôi chỉ yêu người nào mà không màng tới của cải vật chất. Tôi yêu người nào mà chịu cùng tôi gian khổ mà mang tới hạnh phúc cho tôi. Anh ấy suy nghĩ về nhà nói, mình có cả một thế giới vàng, mình có cả một đống tiền thế này, nhưng mà trái tim của mình cô đơn quá. Thật ra tôi yêu nàng, bây giờ làm sao bây giờ? Anh ta quyết định từ bỏ thế giới vàng, từ bỏ hết thảy mọi sự giàu có tại San Francisco, để trở về cưới cô gái có tên là Đê Đê, về nông trang, ở đó làm nghề nông nghiệp, cày cấy. Câu chuyện kể là anh ta phải nuôi từng con gà, nhặt từng quả trứng để mua những dụng cụ, làm nghề nông nghiệp để sống với nàng Đê Đê, yêu dấu của mình. Và thời gian cứ trôi đi như vậy. Bỗng một ngày Đê Đê nói với chồng rằng, anh ơi, cái ống nước máng nước tưới cây ở ngoài bị hỏng rồi, anh ra sửa hồ. Ông ta vác cuốc đi ra ngoài đó và bắt đầu sửa lại cái ống nước. Sửa lại ống nước đang cuốc như vậy. Bỗng nhiên thùm, hãy ra mồ hôi, thấy một cái gì đó, một loạt đất giống như mấy chục năm trước mà mình đã từng đào Alaska. Anh ta đào tiếp. Nó dẫn anh ta tới một cái mỏ vàng mà dài tít cho tận cái hàng rào của cái nông trại đó. Anh ta đứng tần ngần, vốc những cái vốc đất trên tay của mình và đoán chừng một tấn đất này sẽ mang tới cho mình ít nhất 50.000 đô la. Thời bấy giờ bắt đầu sự cám dỗ nổi lên. Thế giới vàng gọi anh ta ra khỏi thế giới yêu với nàng Đê Đê, vợ của mình. Anh ta suy nghĩ, làm sao bây giờ? Anh ta đang suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên người vợ yêu dấu của mình gọi gà. Chíp 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 chíp, 7 lần, lần sau lại chíp 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 chíp, 5 lần. Có 2 lần tiếng gọi đó, ta làm cho Đê Đê, cho anh sáng ban ngày hồi tỉnh trở lại. Anh ta nói không thể được, mình không thể đào vàng được nữa, mình phải quay về với vợ của mình thôi. Anh ta bắt đầu lấp lại đất, lấp lại hết tất cả cái mỏ vàng đó. Vợ hỏi có chuyện gì không mà mặt của anh thế kia. Anh nói không sao đâu em, mọi chuyện đều tốt đẹp. Thế anh định làm gì với cái ống nước này? Anh sẽ mang một loạt cây bạch đàn. Tôi xuống đó nhìn thấy rừng bạch đàn thật là lớn. Nó khác với bạch đàn Việt Nam, nhưng gốc của nó thật là to. Anh sẽ trồng nhiều bạch đàn ở khu vực này, và để cho khi nước xối xuống, nó không xối một chút đất nào hết, bởi vì lộ ra mỏ vàng là rách việc. Anh ta quay trở về với vợ của mình, từ bỏ thế giới vàng. Chương 13 đã kết thúc ở chỗ đó đấy.
Câu chuyện đó dẫn chúng ta tới với một đấng thật là tuyệt vời. Đức Thánh Linh đã từ bỏ thế giới vàng để bước vào cái đền thờ bằng thịt của tôi và anh chị em. Chúng ta cùng nhau dở câu Kinh Thánh Côrintô 2 đoạn 13 câu 13. Lời Chúa nói rằng ân điển của Chúa Giêsu, tình yêu Đức Chúa Trời Cha và sự giao thông với Đức Thánh Linh hằng ở với mỗi chúng ta từ nay cho đến đời đời. Kinh Thánh chép rằng ân điển của Chúa Giêsu, ân điển là gì? Là hết thảy những gì mà Chúa Giêsu đã làm trên thập tự giá. Chúa nói rằng mọi sự đã hoàn tất, có nghĩa là ở trong đó có sự cứu chuộc này, ở trong đó có sự chữa lành của anh chị em này, ai đó tại đây mất ngủ, ở trong đó có sự bình yên này, ở trong đó có niềm vui này. Nếu trong nhà của bạn vợ chồng luôn cãi lộn nhau từ những chuyện vớ vẩn, thì ở trong Ngài, ở trong ân điển của thập tự giá mà Ngài đã làm, đã bao trọn gói, bao trọn gói ngay cả những tật của bạn bẩm sinh, nói lắp hay là nói ngọng, hay là chân vòng kiềng, hay là đầu bị liêng xiêng, hết thảy bất cứ một điều gì, thì ở trong sự cứu chuộc mà Giêsu nói mọi sự đã hoàn tất, ở đó là ân điển của Ngài. Bạn tới đó nhận mà không phải trả tiền, vì có một đấng đã trả cho bạn rồi. Món quà mà tôi và bạn nhận nó không phải trả giá, nhưng không có nghĩa là nó không có giá. Nó không phải là của ôi, Chúa đã trả cho mình rồi. Điều thứ hai là tình yêu Đức Chúa Trời Cha, một tình yêu không điều kiện, không giới hạn. Trong thế giới này nó có hai loại tình yêu. Một là tình yêu nếu thì, nếu em thế này thì anh sẽ thế kia. Loại tình yêu thứ hai là vì bố em là giám đốc cho nên anh mới yêu em. Vì em là thế này cho nên anh mới thế kia. Nếu em thế này thì anh sẽ thế này. Đó là tình yêu có điều kiện. Nhưng có một tình yêu từ trời mang tới cho chúng ta, là tình yêu mặc dầu vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của mình. Thường chúng ta hay yêu kẻ yêu mình, chúng ta chơi với những kẻ chơi với mình, nhưng mà Đức Chúa Trời của tôi và bà lại yêu thế gian. Người Việt Nam mình có câu tiếng Việt rất là phong phú: thế gian, bởi vì gian như thế. Dân là luôn luôn gian, chợ thì luôn luôn búa, phố thì luôn luôn phường, bạn bên cạnh luôn bè. Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của mình. Ngài yêu thế gian là kẻ không ra gì. Ngài yêu những kẻ gian như thế mà Ngài vẫn yêu và chết thay tội. Bởi vậy cho nên tình yêu của Đức Chúa Trời đổ đầy vào lòng mỗi chúng ta. Mà có nhiều khi tại sao quyền năng chúng ta không có quyền năng? Tại sao tình yêu chúng ta không thể yêu người khác được? Bởi vì chúng ta chưa nhận được điều đó. Vì sao chưa nhận được? Câu trả lời: vì thiếu sự giao thông với Đức Thánh Linh. Amen. Hãy nhắc lại cùng tôi từ giao thông với Đức Thánh Linh. Sao mà nói nhỏ thế? Nói nhỏ: giao thông với Đức Thánh Linh. Ai là người ngồi tại đây có vợ, ra đây tôi xem nào. Có vợ đấy, đang sống với vợ đây đây. Ồ, cảm ơn Chúa nha. Tôi sau khi tin Chúa Giêsu, tôi xin Chúa cho giữ mình. Chúa ơi, hãy giúp đỡ con. Con sẽ không ăn ngủ với một cô gái nào nếu người đó không phải là vợ của con. Và cảm ơn Chúa, Chúa gìn giữ tôi cho tới ngày tôi gặp được vợ tôi sau 8 năm tin Chúa. Tôi gặp được vợ, trời ơi, trước đó 2 năm cầu nguyện. Ngày tôi cưới vợ, và tôi nghĩ rằng cưới là xong, nghĩa là vợ của mình. Có một lần đưa cô sang Nga, cô nói với tôi rằng: Anh chả để thời gian cho em gì hết đấy. Tôi bảo: em lạ thật, anh rời bureau làm việc về nhà để mà ở bên cạnh em, mà em bảo là anh không dành thời gian cho em, đòi hỏi quá đấy. Sau đó tôi nói thêm này: anh còn nhớ ngày hôm nay hôn em 5 lần cơ. Cô nói với tôi rằng: anh hôn em 5 lần nhưng toàn là tranh thủ thôi. Anh từ chỗ làm việc đi vào bếp pha cốc cà phê, trong khi nước sôi đó, chờ nước sôi, anh đi vào phòng anh hôn em cái.
Sau khi nước sôi ra pha cà phê tiếp. Khi vợ tôi nói như vậy, tôi suy nghĩ ừ đúng đấy. Tại sao nhỉ? Và cô nói tôi một cái chân lý rất đặc biệt này. Cô nói rằng, điều thứ nhất cô nói rằng, anh, bất cứ một người nào quan trọng anh đều hẹn giờ gặp với họ trong tuần. Chả nhẽ em không quan trọng đến mức anh hẹn giờ với em sao? Wow, hay. Thường những người thân của mình quá rồi, mình ấy, chỗ nào thừa thừa mình rúi vào trong góc đó. Có những người nào mà quan trọng mình mới hẹn giờ và ghi vào trong lịch. Điều thứ hai cô nói, phụ nữ chúng em đó không quan trọng là bao nhiêu thời gian. Phụ nữ chúng em quan trọng là thời gian đó dành như thế nào mới là quan trọng. 5 phút nhưng mà thực sự là dành cho em, chất lượng hơn là số lượng. Phụ nữ chúng em cần chất lượng, đặc biệt đấy. Đàn ông thì số lượng là quan trọng, nhưng mà đàn bà là họ chất lượng cơ. 3 phút thôi nhưng mà thật là chất lượng. Tôi bảo ô, phụ nữ đàn ông khác nhau thật. Có lần cô mới khóc, cô nói rằng anh, ngày sinh nhật của em mà anh không thể để được đả động gì. Tôi biết cô ngày sinh nhật nhưng mà tiền không có. Mà tôi nghĩ rằng nếu mà mua cái món quà mà không giá trị thì thà không mua tặng còn hơn. Đàn ông là nghĩ như vậy đó. Thế là tôi mới tìm cách, tôi lỉnh không còn nhớ tới ngày đó nữa. Và vợ tôi nói rằng anh ạ, phụ nữ bọn em lại không phải như đàn ông đâu. Đàn ông phải mua quà gì nó thật đắt tiền và xịn. Nhưng phụ nữ bọn em không phải. Phụ nữ bọn em là thật lãng mạn và bất ngờ. Tôi bảo thế lãng mạn bất ngờ là cái dạng quà gì? Cô nói rằng chỉ cần em, anh để ý tới đó, tối em ngủ chẳng hạn, anh vẽ em quả tim treo lủng lẳng ở trên cửa, sáng sau em đi ra gặp cái quả tim, đụng vào quả tim một cái, nhìn thấy quả tim thấy có chữ e anh yêu em, thế là đủ rồi. Tôi bảo rẻ thế thôi á. Tôi bảo chỉ thế thôi á, sao không nói trước để cho tặng quà nó dễ. Chứ đàn ông ấy là luôn luôn nghĩ là phải một cái quà tiền, một cái món quà thật là lớn, một quà tình giá trị. Mà bây giờ tiền không có thì mình phải lỉnh thôi, mình giả vờ coi như là không nhớ tới để không ai để ý. Nhưng mà phụ nữ đó là thích cái gì lãng mạn và bất ngờ cơ. Và bắt đầu từ những cái đó thay đổi suy nghĩ của tôi với mối quan hệ với Đức Thánh Linh. Sự thông công với Đức Thánh Linh vô cùng quan trọng. 2010, có một cái núi lửa tại Iceland phun bụi của núi lửa lên. 96.000 chuyến bay của Âu Châu phải dừng lại bởi vì núi lửa bao phủ toàn bộ bầu trời của Âu Châu. 9 triệu người đã bị tắc nghẽn ở trong chuyến bay. Tất cả mọi phương tiện đi lại và vận chuyển hàng hóa của Âu Châu bị đình trệ lại trong vòng 10 ngày. Thiệt hại kinh khủng khiếp, 200 triệu bị mất mỗi một ngày. Người ta nói Âu Châu bị nghèo, không có hàng. Câu trả lời không, vẫn giàu. Nhưng mà tại sao chỗ thì ứ tắc hàng hóa, chỗ thì không nhận được hàng hóa? Câu trả lời, lưu thông phân phối đường đã bị tắc lại cho nên người ta không nhận được. Có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng quyền năng của Chúa không còn nữa, tình yêu của Ngài bị khô hạn rồi, tại sao tôi không có? Câu trả lời, giao thông bị tắc nghẽn. Sự giao thông với Đức Thánh Linh bị tắc nghẽn. Cho nên cần phải bước trở lại mối quan hệ đó. Có lần tôi hỏi Chúa ơi, làm thế nào để khai thông mối quan hệ với Ngài nếu như có chuyện gì bị trục trặc? Chúa nói với tôi rằng, con cứ quay trở về mối quan hệ với vợ con. Cứ mỗi lần hai vợ chồng giận nhau, con làm cái gì để cho hai vợ chồng làm hòa lại với nhau? Tôi bảo đơn giản, ngồi suy nghĩ thật kỹ. Mọi người tại sao suy nghĩ thật kỹ? Bởi vì có nhiều khi đàn ông mình xin lỗi cho nó quá chuyện. Trước khi đi ngủ xin lỗi đại, khen vợ một cách rất là hay. Vợ thừa biết ông muốn cái gì rồi. Thế ông khen tôi, ông xin lỗi. Thật ra như lời xin lỗi như vậy đó, phụ nữ họ không thỏa mãn. Giờ phải suy nghĩ thật kỹ, lỗi chỗ nào, dở chỗ nào, làm đau đớn ra làm sao. Và đến gặp vợ và nói rằng, anh nói thật với em đó, anh đã làm điều đó không đúng. Em tha thứ cho anh, anh sẽ sửa lại. Và nói thật cái thiệt hại vậy đã làm gì cho em. Anh thành thật xin lỗi em. Và lúc đó mối quan hệ sẽ trở lại. Cô sẽ tha thứ cho mình. Và mối tương giao lại trở lại như cũ. 18 năm chúng tôi luôn luôn có mỗi một ngày 30 phút với nhau. Có lúc sang bên Mỹ này, vì bị Việt Lighthouse vắt nhiều quá, thành ra về mệt phờ người. Tôi gọi điện thoại, em ơi,
hôm nay chỉ có 17 phút thôi nhé em, để cho anh con ngủ. Cô bảo ok, không sao đâu, thôi nói chuyện một chút xong, xong chỉ cần nghe tiếng giọng của anh là anh ngủ tiếp đi. Dạ, họ rất là độ lượng. Tất nhiên phải chiến đấu để luôn luôn có thời gian đó. Cái thời gian đó là nước tưới cho cây ở trong nhà. Bạn không thể một tuần mới tưới cho nó một lần một xô, úng cả, chết úng. Còn cả tháng không tưới, đến khi tưới nó tưới cho nó cả một xô, một tùng. Cuối cùng là cây nó chết úng luôn. Thành ra mỗi ngày đúng. Phụ nữ thì đồng ý lắm. Tưới một chút, mỗi ngày tưới một chút, mỗi ngày tưới một chút. Thành ra tôi mới làm đám cưới cho một đôi vợ chồng trẻ. Tôi nói, các con, trước khi làm đám cưới, trước khi làm vợ chồng, có thể cả tiếng đồng hồ với nhau. Nhưng mà sau khi cưới rồi, 30 phút cực kỳ khó. Bởi vậy cho nên các con cần phải chiến đấu. Chiến đấu mỗi một ngày để dành thời gian nửa tiếng. Đầu tiên nghe câu nói đó, người ta cười, nửa tiếng, phải tiếng rưỡi chứ còn nửa tiếng sao mà. Cái này chuyện nhỏ mọn, chuyện nhỏ như con thỏ. Tôi bảo cứ nhỏ như con thỏ đi. Cưới nhau vào rồi sẽ biết. Rất là khó chứ không phải không đâu. Phải chiến đấu hàng ngày để mà có thời gian đó, khi các con ngủ, khi mình bận, rồi công việc nặng nề, có thể bỏ qua cái đó. Và như vậy nó càng ngày nó càng xa cái mối quan hệ. Tôi đang nói cái gì? Tôi đang nói về mối quan hệ với Đức Thánh Linh đó anh chị em. Tôi đang nói về mối quan hệ với Đức Thánh Linh đó anh chị em. Một, Ngài xứng đáng để chúng ta hẹn giờ với Ngài. Anh chị em bảo hẹn giờ có gì quan trọng nhỉ? Cũng rất là quan trọng. Khi mà tôi hẹn giờ với vợ của tôi, 11 giờ đêm tại Mỹ, ở bên Đức là bao nhiêu giờ, hoặc nếu không được thì ở bên này là tầm 7 giờ sáng cho đến 7 rưỡi sáng ở bên này, ở bên Đức là bao nhiêu, hẹn giờ. Và cái người mình đang yêu đó, ôi trời ơi, đến gần cái giờ ra nó run rẩy, ồ sắp tới ngày đó rồi, sắp sửa tới cái giờ đó rồi. Thì cũng như vậy với Đức Thánh Linh, bà sẽ run rẩy chờ đợi, Ngài sẽ trân trọng cái thời gian đó. Bởi vậy hẹn giờ rất là quan trọng. Amen. Hãy hẹn giờ, hãy định giờ với Ngài. Điều thứ hai là hãy thẳng thắn. Nói chuyện một cách thẳng thắn. Đừng cầu xin. Thông công với Đức Thánh Linh ấy, là không phải Chúa ơi con bị đau đầu, chữa lành cho con. Không, cái đấy là không phải thông công. Thông công có nghĩa là gì? Giống như tình bạn với nhau vậy. Giống như là vợ với chồng vậy. Giống như một cái điều gì đó mà mình chia sẻ những sự thầm kín, những nỗi đau của mình với người đó, đó. Chứ không phải chỉ xin và nhận. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói với anh chị em, sự giao thông với Đức Thánh Linh cực kỳ là quan trọng. Ngài là người, là đấng mà có cảm xúc. Ngài là đấng có tâm trí. Ngài đấng mà có thể chỉ cho anh chị em biết cái chương trình gì Ngài muốn ở anh chị em trong tương lai. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ đấy. Trước khi kết thúc, chúng ta cùng nhau dở một câu kinh thánh, rồi sau đó chúng ta cầu nguyện. Anh chị em đã mệt chưa? Dạ, chưa. Sách Giăng đoạn 14. Giăng đoạn 14, câu 15 đến câu 18. Tin lành răng. Dạ vâng. Tin lành răng. Tin lành răng đoạn 14, câu 15 đến câu 18. Xin đọc cho mọi người nghe. Nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi đã biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Ở đây nói rằng, nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Bây giờ chúng ta có một đấng ở trong chúng ta, Đức Thánh Linh đang ở trong chúng ta. Hãy nói thật to ra miệng rằng Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Ngài đang ở trong mỗi chúng ta. Có nhiều người họ ước ao rằng ước gì mình sống thời kỳ các sứ đồ, có Chúa Giêsu bên cạnh thì hay biết bao nhiêu. Bạn ơi, hãy xem lại xem, khi Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là đấng an ủi bên cạnh các sứ đồ,
nói cho các sứ đồ 3 năm trời về Ngài sẽ sống lại từ cõi chết. Họ có tin không? Họ có tin không? Không. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời chỉ có ở bên cạnh thôi. Thành ra Chúa Giêsu nói rằng ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi thì Đấng An Ủi không đến cùng các ngươi được. Có nghĩa là nếu ta không đi thì các ngươi sẽ không bao giờ có một Đức Chúa Trời ở trong. Ta có thể ở cùng các ngươi luôn luôn nếu ta muốn, nhưng chỉ ở cùng thôi, còn sẽ không bao giờ ở trong các ngươi được. Và Đấng ở trong chúng ta mới là điều đặc biệt. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng cái gì mà tôi hiểu ở trong tâm trí của tôi, trong lòng của tôi diễn tả ra môi miệng của tôi đã bị giảm 93% rồi. Vì hệ thần kinh của tôi chỉ làm việc có 4-7% thôi. Cho nên cái giải thích của tôi ra miệng với người này này, nó đã cản trở rất nhiều cái gì mà tôi hiểu từ bên trong. Bởi vì sự hạn chế của ngôn ngữ, hạn chế của hệ thống thần kinh. Và nó bay qua không khí. Gió thổi bùm 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 hồi, thành ra bà này nghe tác thành tổ. Thành ra nhiều khi ông chồng vợ nhờ mà lại làm việc khác đấy. Nó bay lọt vào tai, lại qua mất 93% của bộ não của bà Chi. Nó mới chui vào trong lòng của bà Chi. Nó mất đến khoảng không biết bao nhiêu rồi. Thành ra có rất nhiều khi chúng ta truyền tải thông tin của một người nào đó qua người thứ tư thì con voi nó thành con khỉ rồi. Bởi vậy cho nên khi Đức Thánh Linh ở trong chúng ta này này, Ngài sẽ nói thẳng với lòng của bạn hiểu được. Kinh Thánh chép rằng khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu thì chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Không phải bởi tâm trí mà Chúa Thánh Linh. Thật ra có rất nhiều người họ chúng ta cần phải hiểu rằng khi tin Chúa Giêsu, khi bạn được tái sinh, bạn đã có Đức Thánh Linh ở bên trong rồi. Kẻ nào không có Đức Thánh Linh ở bên trong không thể là con cái Đức Chúa Trời được. Amen. Chúa Thánh Linh ở bên trong. Và cái đó là điều quan trọng. Các sứ đồ ngày xưa có Đức Chúa Trời ở bên cạnh, còn chúng ta có Đức Thánh Linh ở bên trong. Đức Chúa Trời ở bên trong. Và chính Ngài cho chúng ta biết rằng nếu qua đời chúng ta sẽ thuộc về thiên đàng. Amen. Một sự tin chắc ở trong lòng. Tôi là con cái Đức Chúa Trời. Tôi qua đời sẽ thiên đàng, sẽ về với Chúa. Tôi sẽ nằm ở trong vòng tay của Ngài. Chúa Thánh Linh ở bên trong chúng ta, Đấng quan trọng. Thật ra đừng làm buồn Ngài ở bên trong. Thật ra lời nói của chúng ta hãy cẩn thận. Sách Ê-phê-sô nói rằng chớ có lầm bầm, chớ có cà rằn, chớ có nói xấu sau lưng, chớ có dựng chuyện, chớ có vu khống người khác. Bởi vì bạn không phải làm cho người ta bị thương tổn đâu. Bạn đang làm thương tổn chính mình. Bạn đang làm thương tổn Đấng ở bên trong bạn. Amen. Có ai tức người ta mà cầm phân ném người ta không? Nhiều rồi. Tức quá cầm phân ném người ta bỏ chạy. Bạn ném chưa chắc đã trúng, nhưng ngửi tay bạn mà xem. Bạn đã dính phân mà không cần bị ai ném. Đúng không ạ? Nhặt cục phân để ném vào người khác, không biết trúng người ta hay không, nhưng tay bạn đã thối trước rồi. Cái đó là cái mà tại sao miệng chúng ta hãy cẩn thận giữ. Thêm muối vào lời của mình hơn là thêm những lời độc địa. Vì chính chúng ta đang phá hoại cái đền thờ mà Đức Thánh Linh ở bên trong. Amen. Amen. Bởi vậy cho nên hãy rất là cẩn thận. Hãy tương giao đối với Ngài. Hãy làm một cái bầu không khí thật là lãng mạn đối với Chúa. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Hãy bước vào sự thông công với Ngài. Hãy bước vào mối tình đặc biệt. Ngài yêu bạn hơn cả bạn tưởng nữa cơ. Ngài khao khát trò chuyện với bạn hơn cả bạn tưởng nữa cơ. Tôi có hai thằng con. Ngày xưa nó nhỏ, nó còn ở trong vòng tay của tôi. Khi nó lớn lên rồi, nó có bạn, nó chạy lung tung. Và có những lần nấu ăn như vậy, bỗng nhiên cái thằng nhỏ của tôi, thằng nó đã 10 tuổi, 11 tuổi, chạy lại, ôm chân của tôi. Tôi nhìn thấy nó một cái, lập tức bỏ hết tất cả mọi việc đang làm súp. Tay đang bẩn, lo khẩn trương. Hôn nó ngay. Con tôi cứ tưởng rằng bố nó bận trăm công ngàn việc như vậy, không để ý tới nó. Nhưng mà thực ra không phải. Chỉ cần nó chạy tới, nó bộc lộ một chút thôi,
là lập tức bố mẹ dừng lại hết để mà hôn, để mà ôm, để mà sờ nó. Thì cũng như vậy, chúng ta nghĩ rằng Chúa bận trăm công ngàn việc, Ngài đang bận chúc phước cho châu Phi. Thành ra bây giờ nói chuyện với Ngài thì ảnh hưởng. Rồi Ngài đang bận chúc phước cho một người tôi tớ Chúa 97 tuổi ở vùng Cà Mau cơ. Cái người tôi tớ Chúa này 97 tuổi đang ngồi trên xe Honda để trời mưa tầm tã, thì Chúa đi cùng ôm bà đấy, giờ Chúa bận không chúc phước được cho mình. Không, Chúa ở trong bàn. Bởi vậy cho nên tại sao ngày lễ ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh giáng xuống, lại không phải là một thùng lửa đổ xuống, mà lại mỗi một người có một cái lễ lửa trên đầu, để cho bạn không cần phải đến Jerusalem để thắp lửa nữa. Mọi người hiểu không? Nếu mà đổ một thùng lửa Jerusalem thì chúng ta năm nào cũng phải hành hương tới đó châm lửa một lần. Còn Chúa, Ngài đặt trên đầu mỗi người ngọn lửa. Đặt trên đầu mỗi người ngọn lửa. Anh chị biết tại sao trên đầu mỗi người một ngọn lửa không? Tại sao mọi người biết không? Tại sao có nhiều khi giấc mơ chúng ta giữ không? Tại sao mà ngủ toàn mơ thấy bị người ta đuổi xong giật mình toát hết cả mồ hôi không? Bởi vì lửa nó tắt. Còn nếu mà lửa cứ bùng cháy liên tục như vậy thì giấc mơ giữ nào nó đậu vào đầu được. Anh có một câu nói rằng là không có một con ruồi nào lại đậu vào cái vung mặt đang sôi. Ruồi mới đậu vào cái nồi mặt đang sôi sùng sục như vậy, nó tự tử, nó chết. Bởi vậy cho nên bạn mỗi ngày phải làm cho cái nồi của bạn sôi bùng như vậy, và lửa cứ thế này nó cháy ầm ầm như vậy thì không có con ruồi sợ hãi nào, không có con ruồi lo lắng nào, không có con ruồi trầm cảm nào, không có con ruồi nó đậu vào trên đầu của bạn. Tại sao lưỡi lửa trên đầu? Tâm trí của chúng ta cần phải được thay đổi. Tâm trí của chúng ta cần phải được tẩm lửa. Tâm trí chúng ta cần phải được bắp tem bằng lửa, để cho nó được tôi, nó được mạnh, nó được cứng giống như vàng vậy. Tại sao Chúa thắp một ngọn lửa trên đầu của mỗi chúng ta, để chúng ta biến nó thành một ngọn đuốc, biến nó thành một cái lò. Và cái lò này nung tâm trí chúng ta thành vàng, và không có một con ruồi nào có thể đậu được vào nồi mặt đang sôi sùng sục. Thành ra bắt đầu từ đây, cái nguồn là mối quan hệ với Đức Thánh Linh. Cái nguồn chúng ta cần thanh sạch trong tội lỗi. Đừng cố tình phạm tội. Đừng có ngang nhiên phạm tội. Đừng có xưng tội để là cái giấy phép để phạm tội ngày mai. Và khi chúng ta giữ những điều như vậy, tôi tin chắc chắn rằng bắt đầu Chúa là đấng bắt đầu được tự do hành động trong đời sống của mình. Sống được hàng sống tuôn chảy từ lòng mỗi chúng ta. Và người ta đụng vào chúng ta, người ta sẽ đụng vào tin lành. Người ta đụng vào chúng ta, người ta đụng vào Giê-xu nhỏ đang đi lại trên đất này. Và sự phân hưng bắt đầu từ mỗi chúng ta. Sự phân hưng bắt đầu từ mỗi chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu vận hành, chúng ta trò chuyện, chúng ta nhận biết được đấng mà đang ở trong chúng ta là Đức Thánh Linh, trò chuyện giao thông với Ngài, thì lúc đó ân điển của Chúa Giê-xu sẽ đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Lúc đó tình yêu Đức Chúa Trời Cha được giải đầy vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Mời anh chị em đứng dậy cầu nguyện nào. Chúa ơi, mỗi chúng con tại đây sẽ không bao giờ đủ để mà ngợi khen mình khi bước vào mối quan hệ trọn vẹn với Ngài. Có ai có thể dò được sự sâu nhiệm và giàu có của Ngài? Không có khi nào cả đời đời chúng con không thể nhận biết hết được Ngài. Bởi vậy Đức Thánh Linh ơi, đấng mà lời Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ những sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe ở vùng đất Nam Cali này, lòng chưa hề nghĩ tới, thì chính Đức Chúa Trời đã bởi Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng con. Chúa ơi, những ông bà anh chị em đang có mặt tại đây, mỗi chúng con có những giới hạn về tuổi tác, về sức khỏe, giới hạn về công việc làm, giới hạn về hoàn cảnh. Có những người hôn nhân của họ bị tan vỡ, có những con người đang mặc cảm về những quá khứ đau đớn. Chúa ơi, hết thảy những cái đó chúng con mang tới dưới bệ chân của Ngài. Và chỉ có đấng, chỉ có Đức Thánh Linh là đấng đang ở trong chúng con. Mà chính Chúa Giê-xu nói rằng ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi thì đấng đó, đấng đang ở trong chúng con, Ngài đã rời bỏ thế giới vàng, Ngài đã rời bỏ đền thờ bằng vàng để tới với lòng bằng thịt bẩn thỉu này, ở trong đó chịu sự kìm kẹp của chúng con, chịu sự tấn công của chúng con làm Ngài buồn. Hãy tha thứ cho chúng con. Hãy tha thứ cho chúng con những lúc chúng con quên không tương giao với Ngài. Ngài hiểu được chúng con hơn hết thảy những người trên đất này hiểu được chúng con. Hãy tha thứ
và giúp đỡ mỗi chúng con bước vào mối quan hệ đối với Ngài. Hãy mở mắt lòng chúng con để nhận biết lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài. Oh hallelujah. Xin chúng ta giơ cao tay của mình lên ạ. Tôi sẽ không cầu nguyện cho người nào ngày hôm nay đặt tay đâu. Nhưng tôi muốn sự giơ tay của anh chị em là sự muốn nói với Chúa rằng con đây, con có những nan đề và những giới hạn. Hãy đụng chạm vào con. Đừng để ý tới những biểu hiện bên ngoài. Hãy để ý những dấu hiệu hướng dẫn từ bên trong. Đấng ở bên trong bạn quan trọng hơn, quan trọng hơn. Đấng đó là một thân vị. Đấng đó có cảm xúc. Đấng đó có lý trí. Đấng đó có ý muốn. Và đặc biệt đấng đó có plan, có chương trình dành cho bạn và cho tôi. Ngài nói rằng không phải các ngươi chọn ta đâu. Nếu các ngươi là những con người chọn ta thì cái lựa chọn của các ngươi hữu hạn lắm. Các ngươi biết gì về ta mà chọn. Nhưng ta, đấng vô hạn, đấng giàu có, đấng hiểu biết mọi sự toàn tri, đã nhìn vào các ngươi, đã dõi mắt vào các ngươi từ trước sáng thế, đã chọn các ngươi. Có nghĩa là ta chọn đúng. Các ngươi là báu vật của ta. Các ngươi là niềm mơ ước của ta. Các ngươi là con yêu của ta. Ta mơ ước các ngươi. Ta mê các ngươi từ lâu rồi. Không phải chỉ chọn các ngươi, mà Chúa còn nói rằng ta còn lập các ngươi nữa. Không phải chỉ chọn các ngươi, mà còn có một vị trí đồng cai trị với ta. Miễn là các ngươi đồng chịu gian khó, đồng chịu thương khó, đồng chịu chết, thì sẽ đồng cai trị và vinh hiển. Để các ngươi đi, không phải đi chơi, không phải đi kiếm tiền, không phải đi tham quan. Đi để làm vinh hiển danh của ta. Đi để làm cho vườn Ê-đêm càng ngày càng rộng mở hơn. Đi để mà sản sinh ra những con người giống như các ngươi. Kết quả không phải đi đánh bơ vơ, không phải đi mà làm sai ý muốn của Ngài. Đi để kết quả cho nước Ngài. Và không phải chỉ kết quả mà còn trái các ngươi thường đậu luôn nữa. Có nghĩa là có những con người giống như các ngươi được sản sinh ra để tiếp tục làm công việc các ngươi đang làm. Cha ơi, những cánh tay này đang giơ lên đây, Ngài biết được họ hơn cả con biết được về họ. Ngài quyền năng, Ngài thấu suốt được. Và ngay bây giờ đây, Đức Thánh Linh ơi, hãy đụng chạm, hãy mang sự giải phóng và chữa lành trên những cánh tay này, để họ thực sự biết được rằng phép lạ xảy ra từ Ngài, không phải bởi bất kỳ một con người nào, không phải bởi một vĩ nhân hay một thần tượng nào đặt tay lên trên họ. Chính Chúa Ngài làm. Chính Chúa Ngài cho anh em của con biết được rằng Ngài đã thay đổi con và chữa lành cho con thế nào. Hãy chữa lành và thay đổi họ như vậy. Như con cần Ngài thế nào thì họ cần Ngài như vậy. Ngài đã thay đổi giới hạn của con trong tiếng nói, giải phóng tật nguyền nói lắp của con để giảng dạy như ngày hôm nay. Hãy làm điều đó trên môi miệng của những con người tại đấy. Đặt lửa của Ngài vào miệng của họ. Hãy bắp tem trong tâm trí của họ bằng lửa Thánh Linh của Ngài, để không có một giấc mơ dữ nào, không có một sự buồn phiền nào trong ngày cướp niềm vui của họ. Trong danh Chúa Giêsu Christ, mỗi một ý tưởng buồn phiền mỗi một buổi sáng lúc 5 giờ sáng gieo vào đầu ai đó tại đây, ta nói với ngươi, hãy lui ra khỏi tâm trí của họ. Những ai đó bị mất ngủ từ 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng, sự trầm cảm tấn công họ, họ thức dậy đi lại trong căn phòng không biết làm gì, ta nói với linh của sự trầm cảm, hỡi Satan, hãy lui ra khỏi đời sống của những con người này. Linh của sự tự sát luôn dụ dỗ đâm đầu vào xe, đâm đầu ra khỏi ban công nhà. Ta nói với ngươi, ngươi không có quyền, ngươi không có quyền, ngươi không có quyền trên tạo vật mà đã dâng cho Chúa Giêsu. Họ là tôi tớ đã được Chúa xỏ tai cho họ rồi. Ngươi không có quyền trên đời sống của những con người này. Hỡi Satan, hãy nghe và lùi ra khỏi những con người này. Linh của sự tự sát, mày phải lùi ra khỏi. Linh của sự sống lại, Chúa Giêsu, hành động mang tới niềm vui. Niềm vui bắt đầu từ mối quan hệ đối với Ngài.
Chúng con cảm ơn Chúa, xương cốt sẽ được khỏe lại, thịt và cơ sẽ được khỏe lại, hỡi những cục xương khô hãy giáp lại vào với nhau. Hơi gió từ Đức Chúa Trời thổi vào những linh hồn, thổi vào những con người này, mang tới sự sống, cho họ có một đức tin, có một tấm lòng, cùng chung một khải tượng để hiệp lại thành một đội quân lớn. Hãy dạy chúng con điều cần phải thay đổi. Hãy cho chúng con sự khôn ngoan biết được rằng nơi này cần phải đánh trận như thế nào. Hãy cho chúng con học bài học của David, không copy chiến thắng của ngày hôm qua. Cũng là giặc đó, cũng là việc đó, nhưng ngày hôm nay sự sức dầu khác. Hãy cho chúng con bánh ăn hàng ngày, không ăn đồ của ngày hôm qua. Vì cớ danh Ngài, nước Ngài tại vùng Nam Cali này, vì cớ nhu cầu của dân sự và những người Việt Nam tại đây, hãy thay đổi chúng con trước. Hãy thay đổi các mục sư, hãy thay đổi những người hầu việc Chúa trước. Chúng con không trách bất cứ một ai. Hãy cho chúng con nhìn lại mình, và sự phấn hưng bắt đầu từ mỗi chúng con. Ngài ban ơn cho những kẻ khiêm nhường và chống cự lại những kẻ kiêu ngạo. Nguyện ân điển của Chúa Giêsu, tình yêu Đức Chúa Trời Cha, sự giao thông với Đức Thánh Linh hằng ở với mỗi chúng ta từ nay cho đến đời đời. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Chúa Giêsu. Amen. Chúc ban phước cho anh chị em. Cảm ơn mục sư Nguyên, mục sư Cúc, các vị mục sư đã biệt riêng một cái ngày không phải ngày Chủ nhật để tôi có thể giảng dạy và phục vụ anh chị em. Tôi rất biết ơn anh chị em có mặt tại đây. Chúc ban phước cho mọi người. Nhớ cầu nguyện cho chúng tôi. Hãy nhớ, người tưởng đứng hãy giữ kẻo ngã, và cần sự cầu nguyện của anh chị em để giữ chúng tôi. Amen. Đưa đôi tay lên cao. Đưa đôi tay lên cao, còn thờ phượng Chúa. Với cả tâm linh con đang hướng về Ngài. Giê-xu là, Giê-xu là Vua chí cao. Lòng con ơi, lòng con ơi tôn vua. Chúng ta cùng nhau đứng lên, đưa đôi tay lên cao. Đưa đôi tay lên cao, con thờ phượng Chúa. Với cả tâm linh, với cả tâm linh con đang hướng về Ngài. Giê-xu là, Giê-xu là Vua chí cao. Lòng con ơi tôn vua, vua trên muôn vua, vua trên muôn vua. Chúa của cao thần, Ngài hiện diện trong tâm lòng này. Chúa đấng ngoài nghi, Chúa đấng ngoài nghi, vinh hiển duy Ngài. Mô si tô đưa đôi tay lên cao, còn thờ phượng Chúa. Với cả tâm linh con đang hướng về Ngài. Giê-xu là, Giê-xu là Vua chí cao. Lòng con ơi tôn vua, vua trên muôn vua, vua trên muôn vua. Chúa của các thần, Ngài hiện diện trong tâm lòng này. Chúa đấng ngoại nghi, Chúa đấng ngoại nghi, vinh hiển duy Ngài. Mọi sự tôn thờ vua, vua trên muôn vua, vua trên muôn vua. Chúa của các thần, Ngài hiện diện trong tâm lòng này.
Chúa đang ngoài nhìn, vinh hiển duy ngài mọi suy tôn, thờ phượng vua trên muôn vương, vua trên muôn vương, Chúa của cả thần ngài hiện diện trong tâm lòng này. Chúa đang ngoài nhìn, Chúa đang ngoài nhìn, vinh hiển duy ngài mọi suy tôn thuộc vương, mọi suy tôn thuộc vương, mọi suy tôn thuộc vương. Tôi xin phép nói một chút, có một người tại đây, bạn thật sự cảm nhận trong lòng của bạn không có sự bình an. Có thể bạn đã đi nhà thờ, hoặc là bạn lần đầu tiên có mặt tại đây. Tôi rất muốn rời khỏi đây giúp đỡ bạn. Nếu thật sự bạn chưa tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa đời sống của mình, bạn chưa thấy có dấu hiệu của nước thiên đàng trong lòng của bạn, tôi có thể giúp bạn. Bạn nói rằng giúp kiểu gì? Tôi sẽ giúp, đó là việc của tôi. Bạn có thể đứng tại chỗ, giơ cánh tay của mình muốn tiếp nhận Chúa Giêsu. Tôi sẽ có cách tiếp theo để giúp đỡ bạn. Nếu chuyến đi của tôi sang đây chỉ vì bạn thôi cũng xứng đáng. Nếu thực sự bạn trong lòng suy nghĩ và thấy rằng nếu tôi qua đời ngày hôm nay, tôi không biết có thực sự bước vào thiên đàng hay không. Nếu bạn có câu hỏi chưa chắc chắn đó, thì ngày hôm nay tôi muốn giúp đỡ bạn tới với ngài. Bạn có thể giơ cánh tay của mình lên, tôi giúp đỡ bạn. Có một người, có ai không? Đừng bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay. Trước khi tôi rời khỏi đây, bạn cần phải xác quyết bạn là con cái Đức Chúa Trời. Có ai không? Có ai không? Tôi biết có một người tại đây đấy. Tôi biết có một người tại đây. Bạn muốn trở thành con cái Chúa. Có ai? Tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn. Bạn đứng tại chỗ giơ cánh tay của mình lên, tôi giúp đỡ bạn trở thành con cái Chúa. Có ai không? Tôi biết có một người tại đây. Đừng rời khỏi đây. Đừng rời khỏi đây. Chúng ta không biết điều gì ngày mai sẽ xảy ra. Tôi rất là muốn cầu nguyện cho người đó. Chúng ta cầu nguyện, tôi biết người đó có mặt tại đây. Thành ra chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho người đó nha. Chúa ơi, con cầu nguyện cho người này. Và nếu bạn đứng tại chỗ không dám giơ tay lên và không dám lên gặp tôi, thì ngay tại chỗ mà bạn đang đứng, hãy nhắc lại lời cầu nguyện của tôi rất là quan trọng dành cho bạn. Thành ra tôi không muốn rời khỏi căn phòng này khi không cầu nguyện điều này cho bạn, điều mà Chúa Thánh Linh vừa nhắc tôi cho bạn đấy. Hãy đứng tại chỗ của mình và nói theo lời cầu nguyện cùng với tôi này. Kính lạy Chúa Giêsu. Cả hội thánh chúng ta cùng nhau cầu nguyện to tiếng cái câu này vì quan trọng cho người đó. Kính lạy Chúa Giêsu. Ngày hôm nay con tin ngài đã chết thay tội cho con và ngài đã sống lại. Chúa Giêsu ơi, ngài là Chúa, là vua của con. Không có một điều gì tồi tệ xảy ra với con. Mọi tội đã được tha. Con cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay con xưng ra miệng Giêsu là Chúa của con. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.